Bà Tư Văn xin kính chào tất cả quý khách hàng. Và với tiêu chí chỉ làm xe đẹp, nói không với những chiếc xe lỗi, thì bên công ty đã được sự ủng hộ của rất nhiều những quý khách hàng khác nhau, kể cả những khách hàng cũ và những khách hàng mới. Và với tiêu chí khi về showroom mới thì bên em có rất nhiều những chiếc xe đẹp vừa cập bến để phục vụ quý khách hàng. Vừa rồi thì bên em vừa chốt được một chiếc Mazda CX-5 và Mazda 3. Một chiếc Mazda 2017 có màu xanh Kawasaki giống như chiếc xe này thì đã chốt rồi, và đang có rất nhiều khách hàng cũng đang tìm hiểu và tham khảo với những cái mẫu xe này. Và cũng vừa kịp về cho anh chị chiếc Mazda 3 2019 ấy, cũng màu xanh Kawasaki tuyệt đẹp trước mắt đây. Và khẳng định cũng như là một lời tuyên ngôn với tất cả quý khách hàng của công ty Ba Tư Văn là chiếc xe này là chuẩn mực 100% về chất lượng, máy móc nguyên zin, không thủy kích, không ngập nước, xe đảm bảo không đâm xô, không tai nạn. Một chiếc xe mà hoàn chỉnh về mặt chất lượng, để quý khách hàng khi mà đã tham khảo những cái chiếc xe của bên công ty thì là hoàn toàn yên tâm anh chị nhé. Với phiên bản 2019 thì nó sẽ có hai form dáng, một đó là chưa ghế điện và hai đó là có ghế điện. Thì cái chiếc xe trước mặt anh chị đây là chiếc xe phiên bản form mới, là có ghế điện ở hàng ghế lái. Nó sẽ mang lại sự tiện dụng trong quá trình sử dụng. Và nhắc đến Mazda thì anh chị biết rồi, nó có một cái ngôn ngữ thiết kế riêng đặc sắc, đó là ngôn ngữ polo thể thao, với những cái đường nét uốn lượn và những cái thiết kế mặt đèn cũng như là những cái đường góc cạnh của xe phải nói rằng là không có điểm chê. Mazda 3 thì nó lợi thế ở mặt form dáng, mặt công nghệ và mặt máy móc rất là tiết kiệm anh chị nhé. Ngoài ra thì tất nhiên là hãng xe nào cũng thế thôi, nó có điểm mạnh và nó có điểm yếu. Thì bây giờ ta sẽ cùng theo sát để tìm cái điểm mạnh và điểm yếu của chiếc xe này, để xem rằng với cái nhu cầu sử dụng của mình thì anh chị có thấy thích hợp không. Vâng, vậy thì để bắt đầu vào chi tiết thì anh chị hãy cùng em Công Ba Tư Văn sẽ vào chi tiết. Và nếu như anh chị ủng hộ em Công, hãy tặng em Công một nút like nhé. Vâng, sự ủng hộ của anh chị chính là niềm động viên khích lệ của ekip Ba Tư Văn. Nếu anh chị nào mà có người nhà mà cần mua thì chia sẻ bài viết này cho em để Ba Tư Văn có thể lan tỏa rộng rãi hơn. Và bây giờ ta sẽ đi vào từng chi tiết của chiếc xe này để ta thấy được cái sự xuất sắc của một cái chiếc xe và cái chất lượng của bên công ty Ba Tư Văn. Đầu tiên thì với cái tổng thể của chiếc xe thì anh chị có thể nhận thấy được là cái chiếc xe này có chiều dài là lên là 4m7. Đấy. Và cái form dáng xe được thiết kế bằng ngôn ngữ thể thao, đó là ngôn ngữ polo đặc trưng, với na răng là 17 inch. 17 inch đa chấu kép hợp kim nhôm, 4 bánh ABS chống bó cứng, còn cực chất luôn. Chiếc xe này thì mới lăn bánh là chưa đầy 5 vạn anh chị ạ. Và ta có thể nhận thấy được là toàn bộ dàn lốp của xe còn mới cứng luôn. Mới cứng luôn, và bác chủ này đi rất giữ gìn. Đấy, na răng không hề có vết xước. Tất cả các đường nét của xe là còn zin và chuẩn anh chị nhé. Không có chi tiết nào là lệch lạc, thể hiện rằng đây là một chiếc xe kém chất lượng cả. Xi nhang tích hợp chân gương, đấy, cảnh báo rẽ ở phía bên trên. Và đặc biệt đó là hệ thống đèn pha của xe, cũng đây là một cái thiết kế cực kỳ đậm nét. Nó rất là hài hòa với cái form dáng và kiểu cách của cái dòng Mazda này. Đầu tiên thì bản thân của chiếc xe đã được trang bị bi cầu thủy tinh, nhưng mà chủ nhân đã lên được một đèn bi cầu sáng hơn, vâng, cho ánh sáng dài và rộng hơn. Và phía dưới thì cũng được trang bị đèn LED để phá sương mù đi vào ban đêm hoặc đi vào những cái cung đường nhiều sương mù. Với thiết kế mặt ca lăng, đó là ca lăng mặt cười, là một cái đặc trưng của cái dòng Mazda, được bao quanh bởi một thanh mạ viền chrome cũng cực kỳ là đẹp mắt, tạo độ thẩm mỹ cao. Thì với chiếc Mazda 3 này, về form dáng thì không có điểm chê. Riêng về form dáng phần ngoài của dòng Mazda thì không có điểm chê, và nó mang lại sự yêu thích của rất nhiều những tín đồ mua xe ô tô. Chính vì thế cho nên là Mazda 3 là một cái chiếc xe nằm trong phân khúc hạng C, có ngoại hình cực kỳ bắt mắt và được người sử dụng cực kỳ quan tâm và lựa chọn hàng đầu. Và nó là một cái sản phẩm bán chạy hàng đầu anh chị nhé. Bác chủ này cũng đã lên được một cái bản áp suất lốp này, để báo khi mà lốp non hoặc là lốp có vấn đề. Vâng, 4 quả lốp là còn rất mới, và anh chị không phải lo lắng về tất cả các khe kẽ đường nét của xe là đẹp. Với cái màu xanh Kawasaki này thì khi mà anh chị ra ngoài nắng
thì nó sẽ rất là nổi, và nó rất là nổi và nó lên màu cực đẹp luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy được nó lên màu cực đẹp luôn. Còn nếu khi vào trong tối thì nó sẽ ngả dần về một cái màu tối, nó gần như một cái màu đen, đúng không ạ? Nhưng mà khi ra nắng thì các bác nhìn thấy là màu rất sáng và rất đẹp. Phần phía sau của chiếc Mazda 3 này thì anh chị có thể nhận thấy được rằng là phần đèn hậu hơi được thiết kế theo hơi hướng thời đại, đó là một cái phần đèn được thiết kế halogen thôi, không có giải LED, nhưng mà nó cũng thể hiện được cái đặc điểm thẩm mỹ riêng của cái chiếc xe này theo những cái đường nét vốn có của chiếc xe. Đấy, anh chị nhìn thấy ạ. Vâng, những cái đường nét đậm nét của dòng Mazda 3 này thì nó đã ăn sâu vào tâm lý của người sử dụng rồi. Và chính vì thế cho nên là những tín đồ sử dụng Mazda thì không thể không đánh giá cao về cái chất lượng form dáng của dòng Mazda này. Về độ zin và độ chuẩn của chiếc xe, ta đi vào chi tiết luôn. Anh chị có thể nhận thấy được ngay cả nắp bình xăng này, em đã mở sẵn và quay cho anh chị nhìn phía bên trong này, đúng không ạ? Đấy, nếu như chiếc xe bị xô chỗ ở phía này thì nó sẽ bị lệch lạc. Và tất cả các đường nét này, đường nét ba đờ sốc này, nó đẹp luôn, đúng không ạ? Và đây, anh chị nhìn đây ạ. Về khoang cốp của dòng Mazda 3 này thì nó không được rộng hơn so với những chiếc xe cùng phân khúc như là Elantra hoặc là Altis, bởi vì là cái thiết kế của dòng Mazda 3 này thì nó làm cái phần để lốp nó hơi cao. Đây ạ, hơi cao. Đây, để lốp nó hơi cao. Lốp sơ cua vẫn còn theo xe và gần như chưa hạ anh chị nhé. Đấy, để lốp nó hơi cao đây, dẫn đến là cái khoang để đồ của nó sẽ bị thu hẹp lại. Thì đây cũng là một cái đặc điểm khác biệt của dòng Mazda 3 này. Đấy, nhưng mà còn lại tất cả các chi tiết là zin nguyên bản anh chị nhé. Tất cả các chi tiết là zin và nguyên bản, và tất cả dòng keo chỉ và phần viền xe là đẹp xuất sắc. Là đẹp xuất sắc luôn anh chị ạ. Đấy, được cái phần tôn vỏ của cái dòng xe Mazda 3 này thì nó cũng rất là dày dặn. À, rất là dày dặn và đi thì khả năng cách âm chống ồn rất là tốt. Về nội thất của dòng Mazda 3 thì nó cũng có một cái đặc điểm nổi trội, đó là toàn bộ những cái nội thất là nội thất hãng trang bị theo xe. Đây này, hãng trang bị này, toàn bộ ghế da là ghế da nguyên bản nhé. Chiếc xe này thì có cái nội thất nó rất là mới này, nó rất là mới luôn này chị nhé. Đấy, gần như là cái bác chủ này là chỉ đi một mình thôi, cho nên là mới được có cái nội thất nó mới như thế này. Ngay cả táp ly cánh cửa này, tất cả là chi tiết nhựa. Nhựa này thì nó cũng rất là cứng cáp luôn. Và tất cả các đường keo chỉ của xe là nguyên zin và nguyên bản, chuẩn mực, đúng ạ. Và đây các bác nhìn này, với đời 2019 thì là những cái bệ tì tay ấy, nó được thiết kế bằng những chất liệu da và nó hơi có màu nâu nâu một chút. Đấy, nó làm hơi màu nó đổi đi một chút này. Đó, trần thì vẫn là trần nỉ này, trần vẫn là trần nỉ và trang bị cửa sổ trời theo xe. Đấy, đời 2019 và nguyên zin từng con ốc cho quý khách hàng nhé. Một chiếc xe rất đẹp và chủ nhân cũng đã trang bị đó là gì đây ạ? Trang bị đó là thảm lát sòn 5D. Và các bác nhìn này, xe nó rất là sạch sẽ đúng không ạ? Rất là sạch sẽ. Đấy, ta sẽ tiến lên hàng ghế lái để có thể là quan sát thêm về các chi tiết và option mà hãng đã trang bị cho chiếc xe này. Đấy, như em đã nói thì đây là phiên bản 2019 đã trang bị ghế điện điều chỉnh đa hướng. Thì chỉ có form mới thì mới có ghế điện. Nếu như 2019 bắt đầu 2019 thì vẫn là ghế cơ. Thì với cái ghế điện này thì nó sẽ làm cho mình đi lại nó dễ hơn, điều chỉnh dễ hơn, người cầm lái sẽ chủ động hơn. Điều chỉnh đa hướng anh chị nhé, rất nhiều hướng để chuẩn bị. Với cái option theo xe của dòng Mazda 3 này thì ta nhận thấy được rằng là nó được trang bị đó là chế độ i-stop, dừng đỗ 3 giây, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu, và chế độ chống trơn trượt cân bằng điện tử. Từ những cái ống cửa gió này nó còn đẹp như thế này. Vô lăng cửa số của xe thì ta sẽ cùng quan sát những cái chi tiết đặc trưng này. Đây ạ, anh chị nhìn đây. Đời 2019 thì nó được thiết kế vô lăng 3 chấu, dạng vắt đáy thể thao. Và với logo Mazda ở phía giữa nó còn đẹp như thế này. Cơ đuôi Castro đi ga tự động, đèn auto, gạt mưa auto, gẩy số vô lăng là những cái thiết bị không thể thiếu được. Và xe mới lăn bánh 4,2 km thôi anh chị nhé. Thảm lót sàn 5D cũng đã được trang bị và nóc táp lô để bảo vệ táp lô. Màn hình theo xe có thiết kế hỗ trợ cam lùi. Điều hòa tự động này. Đấy, từng cái chi tiết xe nó mới như thế này. Mới cứng cựa luôn anh chị nhé. Anh chị nhìn cái kính cửa táp ly này. Nó mới kinh khủng luôn. Đây, ngay cả cái củ số xe này,
hộp số tự động 6 cấp và đầy đủ tất cả các chi tiết giải trí, phanh tay điện tử. Và phanh tay điện tử đã nên được từ cuối 2017 rồi. Các chế độ lái thể thao sport và hệ thống điều khiển âm nhạc xung quanh. Và đặc biệt đó là 2019 thì nó đã thay đổi thiết kế, đó là những cái bậc tỉ tay làm bằng da nâu rồi. Và ghế này anh chị nhìn cái ghế phụ này, nó khác gì cái ghế mới ở trong hãng không ạ? Và toàn bộ ghế này là thiết kế của hãng theo xe, cho nên anh chị nhìn thấy độ mới của nó là xuất sắc luôn nhé. Em đã mở sẵn cửa sổ lock ra đây rồi. Đấy, tất cả các chi tiết điện đón của xe là hoạt động bình thường. Một chiếc xe quá đẹp luôn rồi. Và đây, ghế lái này. Một chiếc xe nếu mà ngồi đi nhiều thì không bao giờ cái ghế lái nó còn đẹp được như thế này. Ghế lái là cái ghế mà người ta ngồi nhiều nhất đúng không ạ? Và đây các bác nhìn đây ạ. Ghế còn nguyên bản, nguyên zin từ cái phần ghế lái. Rồi tất cả các con ốc của xe và đừng tem mác các thứ nào còn zin và nguyên bản. Vậy thì anh chị thấy được là với tiêu chí của Ba Tự Phan đó là chỉ làm xe chất lượng và làm xe đẹp, nói không với xe kém chất lượng và xe đâm đụng tai nạn anh chị nhé. Thì anh chị sẽ mang, Ba Tư Phan sẽ mang lại cái niềm tin và sự tin tưởng của quý khách hàng. Và bây giờ ta sẽ đi vào khối động cơ của chiếc xe này. Với Mazda 3 thì với công nghệ Skytis độc quyền cho chiếc xe này thì đây là một cái cỗ máy nó mang lại cái sự an tâm tuyệt đối với quý khách hàng. Về thứ nhất đó là về cái độ lành, độ bền. Và đây là một cỗ máy siêu tiết kiệm với công nghệ độc quyền đến từ hãng xe Nhật. Với công nghệ Skytis và khối động cơ đó là 1.5 thì đây là một cái cỗ máy siêu tiết kiệm và cực kỳ lành tính. Cái cỗ máy này nó bền bỉ đã được khẳng định bằng thời gian. Và cái mức tiêu nhiên liệu của cái dòng xe Mazda này cũng là một cái điểm cực kỳ mạnh. Anh chị có thể nhận thấy được máy thì em đang cho nổ đây. Đấy, nó nổ rất là êm bởi vì là xe Nhật. Đúng không ạ? Với công nghệ Nhật thì bao giờ cũng đánh mạnh vào cái phần tiết kiệm nhiên liệu. Từng con ốc nó còn nguyên zin và keo giằng cò, tem mác của xe là nguyên bản. Máy nổ êm và tròn tiếng. Và khẳng định với anh chị, máy zin, không có đâm xô tai nạn, không có thủy kích, không có ngập nước anh chị nhé. Bao bảo hành test hãng cho anh chị. Đấy, cho nên là với những sản phẩm chất lượng đã được kiểm tra tốt đầu vào và với uy tín của bên công ty Ba Tư Phan thì anh chị hoàn toàn có thể yên tâm với những cái sản phẩm này. Và những sản phẩm này em Công là người trực tiếp review lên trên kênh cùng với đội ngũ ekip thường xuyên live stream 2 khung giờ một ngày, thì anh chị sẽ thấy được rằng là cái chất lượng xe nó còn đẹp như thế này. Đấy, từ cái chi tiết bên phía bên trong, từ những con ốc ở cái phần ụ nó còn giữ được nguyên bản, chưa từng tháo mở, và từ những con ốc cabo nó còn đẹp đến mức độ như thế này rồi thì không còn điểm gì để bàn nữa rồi. Đây, từ cái cabo nó còn nguyên những cái đường gioăng keo. Đấy, đường gioăng keo để tăng khả năng cách âm chống ồn và chống gió lùa nó vẫn còn nguyên. Đấy, thanh chống đỡ này. Và tất cả các chi tiết là hoàn thiện, nguyên bản, nguyên zin anh chị nhé. Vậy thì với cái chiếc xe Mazda CX-5 mà bên em có thể khẳng định một điều đó là zin tuyệt đối này. Mazda 3 anh chị nhé, Mazda 3. Thì cái giá của nó anh chị đang quan tâm đúng không ạ? Và tất cả các chi tiết tổng thể và tất cả các yếu tố kỹ thuật cũng như thẩm mỹ của xe đã được em Công trình bày rất là chi tiết rồi. Và bây giờ anh chị đang quan tâm đến giá thành của chiếc xe đúng không ạ? Vâng. Thực ra thì em thường báo giá vào cuối những video. Bởi vì tại sao ạ? Bởi vì là đôi khi là nhiều anh chị chỉ cần quan tâm đến giá mà chưa biết được cái chiếc xe này nó thực chất là nó như thế nào. Mà báo giá ra thì nó cũng không có cái tác dụng gì cả đúng không ạ? Cái xe, cái giá của nó phụ thuộc vào cái chất lượng của cái chiếc xe mà ta đang tiếp cận, đó mới là điều quan trọng. Vậy thì với cái chiếc xe này thì bao giờ anh chị cũng yên tâm đi, với sản phẩm chất lượng và với giá thành phải chăng thì đã làm nên tiêu chí và thương hiệu của công ty Ba Tư Phan rồi. Và chiếc xe Mazda 3 2019 phiên bản ghế điện màu xanh Carbonside tuyệt đẹp này đang được chào bán công khai tại bên công ty Ba Tư Phan với giá là 490 triệu đồng. Bao bảo hành zin nguyên bản 100%, bao bảo hành test hãng. Và với những cái tiêu chí chỉ làm xe đẹp, không làm xe kém chất lượng, nói không với xe tai nạn đâm độ, máy móc, thủy kích thì đã được sự tin tưởng của khách hàng toàn quốc. Và hotline không đổi của Ba Tư Phan đó là 0964 834 834, có Zalo để chị có thể kết bạn tham khảo thêm thông tin chi tiết. Em Công thay mặt ekip công ty Ba Tư Phan xin cảm ơn và xin kính chào tất cả quý khách hàng. Hẹn gặp lại anh chị những cái clip tiếp theo tại bên công ty với những cái sản phẩm đang mới về.